bên trung tâm em sẽ đi tiến hành test thử về cái chức năng của cái lưỡi cưa mà đi theo cái chiếc kéo cắt cành mà bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Mẫu kéo cắt cành hong ren các bác nhá. Mẫu kéo dài 3 mét. Đấy, em sẽ giới thiệu đầy đủ phụ kiện để cho các bác nắm được. Khi mà các bác đặt mua về, nó sẽ được bảo quản trong một cái vỉ giấy như thế này, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Cái phần này là cái phần các bác đọ quả không bị rơi này. Đấy, đọ quả không rơi. Và cái phần phía sau thì sẽ là cái phần cắt cành cho rơi trực tiếp. Và đây là cái phần để lắp lưỡi cưa. Chất liệu của kéo thì là hợp kim nhôm cao cấp. Các bác có thêm một cái đây là một cái tay cầm bằng cao su, các bác có thể là điều chỉnh này. Đấy, còn đây là cái phía tay cầm ở bên dưới. Khi các bác mua về, nó được đóng chốt như thế này. Các bác phải mở lẫy chốt ra. Đấy, các bác về, các bác mở lẫy chốt này ra thì mới sử dụng nhá. Đây là cái dây xích rất là to. Đấy, em có lắp sẵn một cái chiếc lưỡi cưa vào đây. Em lắp sẵn một cái chiếc lưỡi cưa này để test thử để cho các bác quan sát đây. Khi mà các bác một chiếc kéo các bác chưa lắp lưỡi cưa nhá, nó sẽ như thế này. Đấy. Thì các bác lắp lưỡi cưa thì là các bác chỉ cần tháo con ốc này ra. Cái lưỡi cưa nhá, cái phần lưỡi cưa là các bác lắp để vào hai cái lỗ chốt này. Sau đó là các bác xoáy cái con ốc này thật chặt lại thì là các bác có thể là sử dụng lưỡi cưa. Đối với những cái cành cây mà từ một ngón tay trỏ trở lên là các bác lên sử dụng lắp lưỡi cưa nhá. Vì là bên nhà sản xuất là có tặng sẵn cho các bác một cái lưỡi cưa này thì các bác có thể là sử dụng khi cần. Đấy, còn chiếc kéo này là chiếc kéo 3 mét. 3 mét thì cái chiều thu về như thế này đây thì nó sẽ là 1m8. Các bác ở đây cái chiếc kéo này em đang kéo dài ra. Đấy, thu về nó như thế này các bác này. Thu về thì là được 1m8. Khi mà các bác muốn nó dài hơn nhá, các bác chỉ cần bấm vào cái nút nút chốt này. Đấy. Ở bên trên này này, nó sẽ có 3 cái lỗ chốt, 5 cái lỗ chốt. Có tổng thể 5 cái lỗ chốt. Đấy, các bác có thể là kéo dài lên, kéo dài hết cỡ thì nó sẽ được 3 mét. Đối với một chiếc kéo mà 3 mét thì các bác sẽ cắt được ở cái độ cao là 5 mét. Bởi vì là khi mà các bác cắt ý, là cái chiều cao mà các bác đứng giơ hai tay là được 2 mét rồi. Thì cái chiều cao của kéo là 3 mét nữa thì là các bác sẽ cắt được 5 mét. Đấy, nó có những cái lỗ chốt này này. Các bác sử dụng ở đâu là các bác lắp và phải để đúng vào cái lỗ chốt đấy nhá. Đấy, các bác phải để đúng vào lỗ chốt, nó tạch một cái như thế này mới được này. Đấy, còn nếu mà các bác để lơ lửng nó chưa vào chốt thì là nó sẽ không được nhá, kéo nó sẽ không hoạt động. Đấy, đây, khi mà các bác mở lại chốt ra rồi này, các bác bấm này thì trên này kéo nó sẽ hoạt động này các bác này. Nhìn này, các bác nhìn cái chiều kéo nó hoạt động đây. Em sẽ đi test thử cắt cái cành cây. Để em sẽ ra đây em sẽ test thử cắt một chiếc cành cây này để cho các bác tham khảo được về cái chức năng của cái lưỡi cưa này nhá. Cái lưỡi cưa này thì các bác có thể là cắt ở một cái cành cây khá là to luôn. Để em sẽ test thử ở cái cành cây này. Đây nha các bác nhá. Cành cây này nó khá là cứng luôn ạ. Các bác thấy được rất là sắc ngọt nhá. Đấy. Các bác nhìn này. Đấy, cái cành nó rất là to luôn. Đấy, cắt cực kỳ là đơn giản. Đấy, cái này rất là sắc ngọt luôn. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đây chị soi cái cành cây này này. Đấy các bác nhìn thấy cái cành này, rất là to nhá. Để em vừa test thử hai cành luôn. Cái cành này và cái cành này này. Đấy. Cái lưỡi này rất là sắc ngọt, cái lưỡi dao này vô cùng là sắc ngọt. Đấy các bác thấy không? Đấy. Cắt cành cây to rất là dễ dàng. Đối với một chiếc kéo như thế này nhá, các bác cắt những cái cành cây mà từ ngón tay cái trở lên, các bác lên là sử dụng lưỡi cưa thì cái chiếc kéo của các bác sử dụng nó sẽ rất là bền. Em sẽ test thử, tiện đây thì em sẽ thử cho các bác về cái chế độ là cắt cành cho rơi trực tiếp này. Rất là sắc ngọt. Đấy, tiện đây là em sẽ cắt thử cái cành cây này. Đây này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất là đơn giản nhá. Đấy. Đấy. Đối với một chiếc kéo như thế này, những nhà bác nào mà có vườn cây ăn trái ạ, các bác có thể là sử dụng để tỉa lộc và hái quả rất là ok. Cực kỳ là tiện lợi các bác nhá. Em sẽ thử cái chức năng là đỡ quả không rơi này. Đấy, đây là cái phần mà cắt cành cho rơi trực tiếp. Còn khi các bác đỡ quả không rơi là các bác phải quay cái hình cái màu đỏ này qua này. Và nó sẽ là đỡ quả không rơi.
Đây em sẽ đọ. Em sẽ đọ cái cành này xuống cho các bác xem. Đấy các bác thấy chưa ạ? Không bị rơi nha. Các bác nhìn này, khi các bác đọ quả là các bác phải giữ chắc cái tay cầm này, các bác không được nhả ra. Nhả ra là quả nó sẽ bị rơi nhá. Đấy các bác giữ chắc lại đây. Các bác đọ từ từ xuống ạ. Đấy các bác thấy không? Cực kỳ là ok, rất là chắc luôn nhá. Đối với một cái ké như thế này các bác có thể là đọ được cái quả nặng chừng độ 1,5 kg là các bác vẫn có thể là đọ được. Khi các bác hái những cái trái cây ở trên cao ấy thì các bác là sử dụng chiếc ké như thế này, cái quả của các bác nó sẽ không bị bầm dập, rất là tươi ngon. Đấy các bác hạ từ từ xuống đất. Đấy, rất là tiện lợi đúng không các bác? Cái mẫu sản phẩm này bên em đang phân phối cái giá nó rất là mềm. Các bác mà quan tâm đặt hàng thì cứ để lại cho em địa chỉ và số điện thoại. Bên em sẽ tư vấn alo trực tiếp, tư vấn cho các bác và sẽ báo giá cho các bác theo thời điểm nhé. Đấy, hôm nay em làm video này, 1-2 năm sau video vẫn còn xuất hiện và tồn tại trên mạng. Khi giá thay đổi thì rất là khó để điều chỉnh nên là mong các bác thông cảm. Các bác quan tâm để lại số điện thoại, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cho các bác cũng như là báo giá cho các bác theo thời điểm. Và khi các bác đặt hàng, chỉ cần có địa chỉ, số điện thoại, bên em sẽ gửi qua bưu điện về tận cửa nhà cho các bác. Trước khi nhận hàng, các bác sẽ được bóc ra, kiểm tra và test thử luôn. Đúng như cái lời em giới thiệu quảng cáo với các bác, thì khi đó các bác mới nhận hàng và thanh toán tiền. Cho nên là các bác yên tâm nhé. Bên em phân phối với cái số lượng rất là nhiều, nên là cam kết là sẽ gửi sản phẩm tới tay các bác bao giờ cũng là giá tốt nhất thị trường. Nên là các bác yên tâm. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây nhé.